mình chỉ cần trồng một cây thôi nha cô chú, mà đầy trái luôn, đâu có cần trồng hai cây đâu ha, mà trái rất là to. 866 nha cô chú, một cây thôi, như trồng mận nè. Có nhiều cô chú nói là táo tàu 866 cần phải trồng hai cây, nhưng mà đúng nhưng mà chỉ đúng một phần thôi ha. Ở đây chú chỉ cần trồng một cây thôi mà vẫn đầy trái nha. Hôm nay con thu hoạch được một ít trái táo tàu 866, sẵn quay chia sẻ hình ảnh lại cho cô chú cùng xem luôn ha. Trái táo tàu 866, trái dài, ngọt, chắc thịt. Và đây là cây được trồng ở dưới đất 7 năm. Như cô chú thấy ha, trái rất là lớn. Nếu mà mình trồng ở dưới đất, cây lâu năm á, trái lớn lắm á. Giống như nè, trái nó khoảng chừng gần 3 lóng tay của mình luôn á. Và bề ngang khoảng chừng 2 ngón tay này chập lại nè. Còn đây là trái táo ly nha cô chú. Ly trái cũng rất là to, nhưng mà chắc thịt thì không có bằng 866. 866 là hầu như cô chú nào cũng thích hết trơn á. Nhưng mà con thu hoạch gì là con thích nè. Giống như đen nâu này nè là 8, còn xanh á là 2. Như vậy thì ăn trái nó sẽ rất là chắc, và cái độ ngọt nó ok. Còn nếu mà nó đen hết như vậy luôn là ăn ngọt chịu không nổi luôn á. Thì táo tàu hầu như là bạn nào cô chú nào cũng thích. Rồi quay chia sẻ hình ảnh cho cô chú cùng xem cho vui ha. Xin chào cô chú và các bạn. Hôm nay con tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây táo tàu 866 trong chậu 15 ga lông, rễ full, gốc to hơn cổ tay người lớn, cây có chiều cao là hơn 9 feet. Thì mùa này cây táo tàu lá nó vàng, chuẩn bị ngủ đông, cho nên là cô chú thấy lá nó vàng vàng ha, và trên cây cũng không còn trái nhiều, chỉ còn một ít trái trên cây thôi. Quay từ dưới tới trên cho cô chú cùng xem nha. Cây lớn nhưng mà để trong chậu 15 ga lông, ship đi cho cô chú rất là tiện luôn. Khi ship con chỉ cần quăng cái thùng đi và quấn nguyên cục đất lại, sẽ không có ảnh hưởng gì tới bộ rễ cho nghe cô chú. Và cái cây này con sẽ ship one day nha. Cây cao ngút ngàn luôn ha. Con quay gần chia sẻ hình ảnh cho cô chú cùng xem ha. Đây là cây táo tàu 866 trong chậu 15 ga lông, rễ full, gốc to hơn cổ tay người lớn. Thì một hồi con sẽ quay chi tiết to cỡ nào cho cô chú cùng xem ha. Đây thường thường cứ nói to hơn cổ tay người lớn, nhưng mà không biết là cỡ nào, hoặc là cỡ bằng ngón chân cái thì không biết là cỡ nào ha. Thì thường thường cây táo tàu là cây ghép cô chú. Thì ngay chỗ này là cái chỗ ghép nữa nè. Thường thường ra cái mầm nào là cô chú lãi bỏ hết mầm đó ha. Thứ nhất. Cái thứ hai là cây con mọc từ dưới lên nè. Khi nó lên cái mầm nhỏ xíu, càng nhỏ thì cô chú lẫy càng sớm thì sẽ càng tốt cho cái cây của mình ha. Không nên để cao rồi mình mới cắt nha. Mình cứ triệt nó thì nó sẽ không có mọc cây con nhiều. Cho vòng kính của cây cho cô chú cùng xem nha. Để nhiều khi con có nói là gốc to hơn cổ tay của người lớn mà không biết to cỡ nào. Thì bữa nay đo chính xác luôn ha. 18 rưỡi. Ghi chặt vô là chắc 18 rưỡi. Ba làm chặt cho một lần nữa. Ghi thẳng thước dây luôn ha, là 18 rưỡi. Thấy cô chú. Rồi cổ tay của con nè. Cổ tay 15 ha. Siết thịt ăn gian đó, 16 cô chú. Nói chứ cổ tay con thường thường là 15 hoặc là 15 rưỡi cô chú. Đó, cho nên thường thường con cứ hay nói là gốc to hơn cổ tay của người lớn hoặc là bằng cổ tay của người lớn thì cô chú không có mường tượng ra ha. Cổ tay của con thường thường á là khi mà ốm á, là 15. Rồi có da có thịt chút xíu là 15 rưỡi cỡ đó. Mà cái này là 18. Rồi để con đo cái góc bên này cho cô chú cùng xem nha. Góc bên này là 17 rưỡi. Đây, ghi chặt thước dây luôn nghe cô chú. 17 rưỡi, 17 ha. Nói chung là xê xích chút xíu. Quay từ góc lên tới ngọn cho cô chú cùng xem nha. Góc thiệt to ha. Cái chỗ này nó đã rụng hết lá rồi nè cô chú. Và thường thường cái chỗ này nó sẽ rụng nè. Đó. Và cái nhánh này nè, là cái nhánh mà giúp cây mình lớn nhanh nè. Nhánh này nè, thường thường nhánh này nó không sẽ rụng. Nó không có rụng. Nhánh này nè, nhánh này nè, nhánh này nè, nhưng mà thường thường đa số nhánh này nó sẽ rụng nè cô chú. Nhánh này là những nhánh hôm bữa nó mang trái nè, nhưng mà nó vẫn rụng nha. Thường thường cô chú mua cây táo tàu mùa này á, lo lắng là sắp tới mùa đông á, nhưng mà khi mà con ship á, là con chỉ quăng cái thùng ra thôi và con quắn nguyên một cục đất. Con không có bỏ miếng đất nào hết. Cho nên là cô chú cứ an tâm ha. Mùa này được cái là gì? Mình xua giống. Tại tất cả trên cây đều đang có trái. Mà mặc dù là mùa này trái không còn nhiều cô chú, tại vì hết mùa rồi ha.
Trên cây này con thích nè, một nhánh nè, hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh. Thường thường những cái nhánh này sau này 1 2 năm á, nó sẽ lớn hơn nhánh này luôn. Đó. Và khi ship con sẽ cắt bớt nha cô chú. Cây kế bên gốc cũng thiệt to nè, to hơn cổ tay người lớn. Tại cái vòng kính của cổ tay con là chỉ có 15 thôi cô chú, lúc nào có da có thịt chút xíu là 15 rưỡi thôi. Mà cái gốc này tới 10 17 lần. Đó, có những gốc hôm bữa con bán hồi đầu xuân á là 19 20 luôn thì nó cũng cùng giá nha cô chú. Đây nè. Thì càng về sau á thì cái gốc nó sẽ hơi nhỏ lại một chút xíu. Còn trái nữa cô chú. Con sẽ cắt ngắn lại một chút xíu. Mùa này lá vàng hết trơn rồi ha. Rụng nè. Táo tàu 866 cô chú đa số á là trái của nó dài và rất là chắc thịt. Ít có trái nhỏ lắm, nếu mà cô chú chọc cây xuống dưới đất khoảng chừng 3-4 năm á là trái rất là lớn luôn. Ăn rất là mê. Hôm nay em tiếp tục chia sẻ hình ảnh cái ổ ruby thái trong chậu 5 ga lông. Cây ghép, gốc to bằng ngón tay cái, cây có chiều cao là từ 4 đến 5 feet. Để quay gần chia sẻ hình ảnh chi tiết từng cây cho cô chú cùng xem ha. Tất cả cây đều khỏe mạnh, rễ full nha cô chú. Nếu mà cô chú nó ở Siêng Bang thích thì alo ha. Khi ship con sẽ ship nguyên chậu và giữ nguyên chiều cao nha. Cây ổi ruby thái trong chậu 5 ga lông, gốc to hơn ngón tay cái. Cây ghép, mắt ghép chỗ này nè cô chú. Quay gần ha. Mầm nè. Cây này có chiều cao là hơn 4 feet, tán tròn. Con bấm ngọn rồi nè. Bấm ngọn, nó ra trò cả gan rồi nè. Ở đây con cũng bấm ngọn xong hết rồi ha. Ổi ruby thái nó rất là nhanh lớn cô chú. Cây số 2, gốc to bằng ngón tay cái, cây ghép luôn nha cô chú. Mắt ghép ở chỗ này nè, đường xéo xuống chỗ này nè. Cây này có chiều cao là hơn 4 feet. Cây số 3, cây ổ ruby thái trong chậu 5 ga lông, cây ghép. Mắt ghép ở chỗ này nè cô chú, chính cái mắt ghép nè. Đây. Mầm nè. Ổ ruby thái á, nó rất là nhanh ra chồi. Mà khi ra chồi là nó đa bông. Nhưng mà có nhiều cô chú nói là ồ sao cây nhà cô chú không có đậu. Là tại vì nhiều khi cây nó còn quá nhỏ cô chú. Tại ổ ruby thái cái giá cả nó hơi cao, cho nên là người ta làm cây nhỏ nhỏ, người ta đâu có làm cây lớn. Mà cây quá nhỏ làm sao nó đủ sức để đậu trái ha. Cây này có chiều cao là 5 feet nè. Cây này rất là đẹp luôn. Lấy xa nha. Cây này con vừa ý dữ lắm luôn nè. Gốc to, mắt ghép đẹp. Con bấm ngọn nó ra chồi rồi nè. Ở đây bấm ngọn nè. Gai dài cỡ 2 gang tay nè. Này là mình bấm ngọn được tưởng rồi đó. Nếu mà cô chú nào thích để cao thì mình cứ để cho nó vương, còn không là mình cứ bấm ngọn ha, cho cây nó lùng lại. Bấm ngọn nè, ra chồi khoảng gang rưỡi tay rồi đó. Cây này đẹp lắm nha. Cây số 4, cây ghép, cây ổi ruby thái trong chậu 5 ga lông. Mắt ghép ở chỗ này nè cô chú. Nhìn thiệt là kỹ mới thấy nha. Mầm nè. Và cây này có chiều cao là 5 feet. Cây này đẹp á. Cây số 3 và cây số 4 rất là đẹp luôn nha cô chú. Cây này con đã bấm ngọn rồi nè. Hôm bữa bấm dưới đây nè. Mà không có thời gian coi, mà giờ nó ra 3 gang tay luôn. Mới bấm hồi nãy nè cô chú. Đó. Khi bấm ngọn như vậy nó sẽ nó chậm phát triển cái chiều cao lại và nó dồn sức, nó bung chồi cô chú. Thì cây mình nó sẽ xum xê. Nếu mà cô chú nào thích cây cao á thì mình lấy cây này, còn muốn lùng á thì mình cứ bấm ngọn thường xuyên là nó sẽ dồn sức lại, nó lo cho cái chồi á, nó không có phát triển chiều cao nữa. Cây số 5, gốc to hơn ngón tay cái. Cái mắt ghép chỗ này nè, mà giờ nhìn không biết chỗ nào luôn cô chú ơi. Ok, ngay chỗ này nè. Đó. Mắt ghép này thiệt đẹp luôn ha. Cây này có chiều cao là 5 feet. Bấm ngọn nè. Bấm ngọn nó ra chỗ phát 2 găng tay luôn. Xong ở trên con đã bấm ngọn nữa cô chú, nó bung chồi nè. Đó. Cây ổi ruby thái, cây chiếc nhánh cô chú, gốc to bằng ngón tay cái. Nếu mà cô chú nào thích cây mình á xum xê thì mình để mấy cái chồi, mấy cái mầm này ha. Còn nếu mà cô chú không thích á thì cô chú có lẫy bỏ đi cho nó lòi cái gốc này ra nè. Gốc to bằng ngón tay cái. Cây này có hai nhánh nè. Mầm. Cây này có chiều cao là hơn 4 feet cô chú.
cây ổi ruby thái trong chậu 5 gallon cây ghép của chú thì ở đây con còn rất là nhiều luôn nè. Nếu những cây hồi nãy con quay mà cô chú không có vừa ý thì cô chú có thể lựa ở đây ha. Tại vì con để cây dưới cái dàn bầu á, cái ánh sáng không có đủ, quay trong này cô chú nhìn không có rõ, cho nên là con xách dàn trước con quay rồi lướt qua cho cô chú cùng xem ha. Gốc to bằng ngón tay cái nè, mắt ghép nè, mắt ghép này nhìn thiệt kỹ mới thấy luôn. Cây này nè cũng cây ghép nè, mắt ghép nè, mầm trồ quá trời luôn, gốc to bằng ngón tay cái hoặc bự hơn hết cô chú. Đây nè, mắt ghép chỗ này nè, bung chồi nè, bên này cũng vậy, mắt ghép nè cô chú. Cây ổi ruby thái trong chậu 5 gallon cây ghép không có size nhỏ cô chú, để lôi một cây ra cho cô chú cùng xem ha. Rễ full, cây đẹp khỏe mạnh ha, cây bung chồi xanh mướt nè. Rồi cái này cũng là size nhỏ luôn nè. Cây này có chiều cao cỡ 3 feet cô chú, tùy cây. Cây này thì chưa tới 3 feet mà cây nãy thì 3 feet, còn cây này cũng cỡ 3 feet nè. Cây này tán quá trời tròn luôn ha. Ở đây con đang có cái ổi ruby thái, cây chiếc nhánh trong chậu 1 gallon cô chú. Nếu mà cô chú nở xiên bang thích là alo ha, rễ full trong 1 gallon. Khi mà cô chú nhận được cây thì cô chú tự sang chậu ha. Cây ổi ruby thái trong chậu 1 gallon cây chiếc nhánh cô chú. Gốc nè, ra chồi rồi ha. Cây ổi ruby thái trong chậu 1 gallon, rễ nè cô chú, gốc nè. Thì con quay cái chỗ này là cây chiếc nhánh ha, rễ nè, gốc. Rễ nè cô chú. Cây này có hai nhánh ra chồi. Cây số 4 rồi ha, giờ cây số 5 nè, rễ nè, cây này rễ nhiều ha, gốc nè, bung chồi nè. Rồi cây số 5, rễ nè, gốc, chồi mới. Cây này được 5 nhánh. Rồi cây số 6, chồi mới nè, rễ nè. Cây số 7 nha cô chú, mầm, gốc thẳng, hai nhánh nhỏ xíu. Rồi cây số 8 cô chú. Thì ở đây con lựa được 8 cây rễ nhiều, còn mấy cây còn lại thì nó cũng ra chồi nhưng mà con chưa thấy rễ nó xuống tới dưới cô chú, nhưng mà thường thường rễ nó cũng phát triển ok rồi đó, nhưng mà nó chậm hơn mấy em này một chút xíu, thì mình cứ lựa cây nào nhiều rễ thì mình lấy ha, còn cây nào ít rễ thì để chừng tuần hai tuần nữa là con thấy rễ thì con sẽ bán an tâm hơn. Con lựa được 8 cây rễ nhiều cô chú, còn mấy cây này á, thì cũng vô chậu cùng một lúc, nó cũng ra chồi nhưng mà con nghiêng cái chậu qua thì con thấy chưa có rễ thì để từ từ bắn sao ha. Và trong 8 cây này nếu cô chú nào thích thì alo nha. Giống như cây này cô chú thấy không, ra chồi nè, nhưng mà nghiêng qua không thấy rễ gì trơn á, nhưng mà thật ra mấy em này là con vô chậu cùng một lúc hết. Cây này cũng ra chồi nè nhưng mà cũng không thấy rễ luôn. Con tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây táo tàu 866 trong chậu 15 gallon, rễ full, cây có chiều cao là 6 feet đi cùng với cây rau, để quay gần chia sẻ hình ảnh cho cô chú cùng xem nha. Cây táo tàu 866 trong chậu 15 gallon, rễ full, gốc to thẳng từ dưới tới trên luôn nè, cây rất là vững nha cô chú. Cây này vô chậu gần 2 năm, trên cây còn sót lại một ít trái nè, tại vì cây này nằm ở trong cái gốc á, cho nên là cây này còn trái. Còn nếu mà mấy cây nằm ở ngoặt ngoại cô chú, ánh nắng nó dội vô á, cây chín rất là, trái chín rất là nhanh, cho nên là hết trái rồi, lá nó cũng vàng chuẩn bị ngủ đông rồi cô chú. Kế bên cây táo tàu 866 gốc thiệt to nè, gốc to lắm, nhưng mà cây này hết trái nghe cô chú, nhưng mà bù lại gốc to. Đi cùng với cây củ ghiền con bán 15 đồng, cây thiệt bự luôn. Đi cùng với hai em đinh lăng, mỗi em con bán 35 đồng. Cây táo tàu này bự lắm nè, để quay xa cho cô chú xem nha. Đó, nhưng mà tâm lý của người đi mua cây á, cô chú thích cây đang có trái để là xua cái giống, nhưng mà cô chú cứ an tâm mà, nếu mà hàng mà vô chậu 2 năm á là đa số nó đã có trái qua hai mùa rồi. Nhưng mà ví dụ như cây vô chậu năm đầu thì có một số cây nó có trái và một số cây nó không có trái thì mình không có xua giống, nhưng mà cây vô chậu 1 năm rưỡi 2 năm là thường thường là xua giống hết trơn nha cô chú. Giống như cây này nè,
Thường thường vô chậu một năm đầu có cây nó có trái có cây không, mà có trái thì cũng ít lắm, với lại cây nhìn nó không có vững bằng cây vô chậu 2 năm thôi cô chú. Thì ở đây con bán cây á, ví dụ như cây vô chậu năm đầu gốc cũng to như vậy, chiều cao cũng cao như vậy, nhưng cũng trong 15 ga lông luôn, nhưng mà con bán 120. Còn cây vô chậu 1 năm rưỡi thì con bán 150, còn cây này vô chậu gần 2 năm thì con bán 200 ha. Thì cái số tiền nó sẽ tăng theo cái thời gian mà vô chậu, và cái cây nó sẽ khỏe nhiều hơn khi mà nó ở trong chậu lâu hơn ha. Rễ nhiều cây vững, mình đỡ mất thời gian cô chú. Còn cái thân vòng kính của cái cây với cái chiều cao thì nó giống nhau, nhưng mà cây vô chậu lâu thì nó sẽ vững hơn ha. Trái này thiệt bự luôn nè. Cây bên này hôm bữa cũng đầy trái luôn cô chú, nhưng mà chín hết rồi, chuẩn bị ngủ đông rồi ha. Rồi ship lá cắt cùng với cây nguyệt quế cho khách ăn lấy thảo luôn nha cô chú. Cây này trong 3 ga lông, con có trong 7 ga lông và 15 ga lông ha. Nếu cô chú thích thì alo nha. Cây hoa nguyệt quế. Con tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây hoa nguyệt quế trong chậu 3 ga lông. Gốc nè cô chú, cây này có chiều cao là hơn 3 feet, nhánh nhiều. Con tiếp tục chia sẻ hình ảnh cái ổ ruby thái trong chậu 1 ga lông chuẩn bị ship xiên bang. Thì khi ship con sẽ ship nguyên chậu nha cô chú. Ở đây con có bạc hà núi trong chậu 15 ga lông, cây thiệt lớn nè. Cây đang có củ. Một hồi quay gần cái củ chia sẻ hình ảnh cho cô chú xem nha. Khi ship thì không cần phải giữ lá nghe cô chú, chỉ cần giữ rễ củ. Lá mình cắt bỏ bớt đi cũng được không sao, rồi về bên đó cô chú trồng lại ha. Quay xa cho cô chú cùng xem nè. Củ ha, thân, rồi lá nè. Cây thiệt cao luôn nha, thiệt lớn. Rồi quay gần gốc chia sẻ hình ảnh củ cho cô chú cùng xem nha. Củ của nó thì lòi lên chưa có nhiều, nhưng mà gốc to thì nửa củ to. Đó, hai tay ập lại, thiệt là lớn luôn ha. Cây bên này cũng vậy, hai tay ấp lại không hết luôn cô chú. Đó, rồi củ thiệt lớn luôn ha. Cây lớn thì củ lớn, còn cây nhỏ thì củ nhỏ. Cây bạc hà núi trong chậu 7 ga lông cô chú. Giống như cái cây này, cái củ nó cỡ bằng một nắm tay nè, có thêm 3 cây con. Còn cây bên này cũng một nắm tay không hết nè. Rồi cây sau lưng cũng có củ nha cô chú. Ở đây con có lá cách găng cưa nha. Lá cách găng cưa, cái lá nó mềm cô chú. Rồi nếu cô chú thích thì alo ha.